Xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị, các anh chị và các bạn đã đến với chương trình Global Magic Moment, khoảnh khắc diệu kỳ. Hôm nay là ngày thứ 74 và chúng ta cùng đến với một chủ đề, đó chính là ý tưởng. Theo Swami River Canada, một tu sĩ Ấn Độ giáo, một người ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ, ông đã nói rằng: hãy lên một ý tưởng, hãy biến ý tưởng đó trở thành cuộc sống của bạn. Hãy nghĩ về nó, mơ về nó, sống dựa trên nó. Hãy để bộ não, cơ bắp, dây thần kinh, mọi bộ phận trên cơ thể của bạn tràn đầy ý tưởng đó. Và hãy quên mọi ý tưởng khác đi. Và đây chính là cách để chúng ta thành công. Điều này có nghĩa là gì? Một khi đã có ý tưởng đúng, thì hãy toàn tâm, toàn ý cho ý tưởng đó. Đây chính là sự tập trung cao độ cho ý tưởng. Nghĩ về nó, mơ về nó và sống trên nó. Hãy để bộ não, cơ bắp, dây thần kinh, mọi bộ phận trên cơ thể của bạn tràn đầy ý tưởng đó. Và điều quan trọng nữa là chúng ta phải loại bỏ những ý tưởng khác còn lại ở trong đầu của mình. Hôm nay chúng ta nên làm gì? Hãy chọn một ý tưởng mà bạn tâm đắc nhất và bắt đầu quy trình vận động để sự màu nhiệm theo hướng dẫn được xuất hiện. Và chúng ta cũng không quên được câu nói của Swami Vivekananda: hãy lên một ý tưởng, hãy biến ý tưởng đó trở thành cuộc sống của bạn. Nghĩ về nó, mơ về nó, sống dựa trên nó. Hãy để bộ não, cơ bắp, dây thần kinh, mọi bộ phận trên cơ thể tràn đầy ý tưởng đó. Và hãy quên mọi thứ khác đi. Đây chính là cách để thành công. Và bây giờ thì thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi tới quý vị, các anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời cầu mong cho một ngày gặp nhiều may mắn, một tuần mới gặp nhiều hạnh phúc và thành công. Và bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng tinh khôi của ngày mai trong chương trình Global Magic Moment, trong tiếng Việt gọi là khoảnh khắc diệu kỳ. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.